ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt nhiều nơi trên thế giới khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023 đầy biến động. Cảnh báo, bắn! Sau khẩu hiệu này, những khẩu pháo tự hành khổng lồ của Israel gầm lên phóng chất nổ, lao thẳng về phía một mục tiêu ở dải Gaza. Chỉ huy Israel nói: Chúng tôi đã có 2 tuần chiến đấu và chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu cho đến khi Hamas không còn tồn tại. Song mục tiêu này không dễ thực hiện và Israel cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ. Còn dân thường Palestine chìm trong tang thương và cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Enough. Một cư dân Gaza chia sẻ: Mọi người chỉ có thể trốn trong tầng hầm. Toàn bộ Gaza đang bị không kích. Giống như một căn nhà không có két sắt, Gaza chẳng có chỗ nào an toàn cả. Mỗi giây trôi qua, mỗi người dân Gaza chỉ biết thốt lên rằng tôi vẫn còn sống. Nhưng rất nhiều người đã không làm được điều đó. Xin hãy chấm dứt nạn diệt chủng. Thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm hay nhiên liệu đều cạn kiệt. Ga là nguồn sống của chúng tôi. Không có ga thì làm sao nấu ăn được. Bếp củi thực sự là không đủ. Chúng tôi còn hơn cả lùi về 20 năm trong quá khứ. Chúng tôi đã quay về thời kỳ đồ đá. Chúng tôi phải lựa chọn giữa rời khỏi Gaza hay là chết. Bạn sẽ chọn gì đây? Ký ức tuổi thơ, ngôi nhà, quê hương của mình hay là bạn muốn sống? Israel có chiến lược gì ở Gaza? Liệu sức mạnh răn đe của Mỹ có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng minh Do Thái và ngăn xung đột lan rộng? Các bên khác ở Trung Đông đang toan tính gì? Giữa lúc đó, các nước còn đang bị phân tâm bởi cuộc xung đột, Ukraine có thể lâm vào tình cảnh bế tắc. Mỹ đã dùng hết 96% nguồn quỹ hỗ trợ Kiev. Lính Ukraine nói Nga khai hỏa bỏng rát sau khi nhận 1 triệu quả pháo từ Triều Tiên. Liệu có còn sức phản công năm 2024? Ở Đông Nam Á, lãnh đạo quân sự Myanmar cảnh báo sốc. Giao tranh có nguy cơ chia cắt đất nước. Bùng nổ khói lửa, đụng độ sát biên giới Trung Quốc. Cụ thể ra sao? Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Phần 1. Trên mặt đất và dưới đường hầm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 9 tháng 11 cho biết, sau 10 giờ giao tranh, lữ đoàn bộ binh Nahal đã chiếm được một thành trì quan trọng của Hamas, gọi là Tiền Đồn 17, ở phía tây Jabalia. IDF cho biết, các binh sĩ Israel đã chiến đấu với các chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo trong thành trì. Giao tranh nổ ra cả trên mặt đất và trong mạng lưới ngầm, khiến hàng chục tay súng bị triệt hạ. Quân đội Israel cũng khẳng định đã tìm thấy nhiều vũ khí và các đường hầm chưa được phát hiện trước đó, gồm một đường hầm nằm cạnh trường mẫu giáo dẫn tới một tuyến đường ngầm rộng rãi. IDF cũng khẳng định tìm thấy kế hoạch tác chiến quan trọng của Hamas ở Tiền Đồn 17. IDF không cung cấp thông tin mới về thương vong của quân Israel. Mặt khác, IDF cho biết lực lượng không quân đã tiến hành các cuộc oanh tạc nhằm vào hàng trăm mục tiêu ở dải Gaza trong vòng 24 giờ. Hamas chưa đưa ra bình luận mới. Cuộc chiến sẽ kéo dài ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận. Đến với một diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua ở Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tiêu diệt một trong những nhân vật hàng đầu trong nhóm sản xuất vũ khí của Hamas. Cụ thể, quân đội Israel và cơ quan tình báo Shin Bet nói rằng mục tiêu vừa bị hạ là Muhsin Abu Zina, một trong những chỉ huy về sản xuất vũ khí cho Hamas, chuyên sản xuất rocket và vũ khí chiến lược. Y bị hạ trong cuộc oanh kích đêm 7 tháng 11. Bên cạnh Abu Zina, các vụ oanh kích cũng loại bỏ một đơn vị tên lửa chống tăng của Hamas và một nhóm pháo thủ chuyên phóng rocket về phía Israel. Những tòa nhà đổ nát, cửa sổ vỡ tan tành, mặt đất bị tàn phá. Theo Reuters, ở mỗi ngõ ngách miền Bắc Gaza, đều có thể nhìn thấy sự hoang tàn, thảm khốc khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự hơn một tháng nay với tuyên bố loại bỏ quyền kiểm soát Gaza của Hamas. Hôm 8 tháng 11, lực lượng Israel có động thái hiếm thấy là cho phép một nhóm nhỏ phóng viên nước ngoài tác nghiệp ở phía Bắc Gaza. Quân đội đưa các nhà báo đi qua những con đường đầy cát và vết bánh xích của xe tăng, đến rìa thành phố Gaza, đô thị lớn nhất của dải đất hẹp ven biển và cũng là trọng tâm của chiến sự hiện nay. Phóng viên Reuters cho biết mọi tòa nhà trong tầm mắt đều in hằn vết sẹo chiến tranh.
những bức tường bị thổi tung, mảnh đạn nằm rải rác và những hàng cọ bị xé nát. Trung tá Ido, phó chỉ huy lữ đoàn 401 của Israel cho biết, đã có 2 tuần chiến đấu và chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu cho đến khi Hamas không còn tồn tại. Bộ binh và xe tăng Israel tiến vào Gaza hôm 27 tháng 10 sau nhiều ngày ném bom dữ dội nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas qua hàng rào biên giới, khiến 1.400 nạn nhân ở Israel thiệt mạng. Trong khoảng 12 ngày qua, hàng nghìn binh sĩ Israel đã bao vây thành phố Gaza, cắt đôi vùng đất ven biển đông dân này một cách hiệu quả. Hiện giờ, Israel truy lùng các chiến binh Hamas, đặc biệt là những chỉ huy cấp cao. Bức tranh về chiến sự ở Gaza còn rất mơ hồ, giống như phủ trong màn sương dày đặc. Reuters cho biết, nhóm phóng viên có chuyến đi thực địa dài 1 tiếng rưỡi ở phía bắc Gaza. Và quân đội Israel đã xem xét các hình ảnh ghi lại, nhưng không xóa bỏ thứ phim nào. Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu dân thường rời khỏi phía bắc và tiến về phía nam của khu vực này, được cho là an toàn hơn, bất chấp các vụ oanh kích dồn dập. Trung tá Iro nói rằng, khi đơn vị của ông đến khu vực các tòa nhà chung cư này, tất cả các gia đình đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Các binh sĩ cho biết, bên dưới căn hộ này có 2 tầng xưởng, từng được sử dụng để chế tạo vũ khí, trong đó có máy bay không người lái đựng trong 5 hộp gỗ. Xưởng này có máy tiện kim loại và dụng cụ cầm tay, nhưng không thể xác minh những gì từng được sản xuất ở đó. Theo số liệu công bố ngày 8 tháng 11, có 31 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ ở Gaza và hơn 260 người bị thương. Các quan chức Palestine cho biết 10.600 người đã thiệt mạng khi Israel tấn công đáp trả từ ngày 7 tháng 10, với 40% trong số nạn nhân là trẻ em. Tiếng nổ vang vọng khi nhóm phóng viên cùng quân Israel tiến về thành phố Gaza, căn cứ quyền lực chính của Hamas. Những người lính cảnh báo cần di chuyển thận trọng. Chúng tôi ngày càng hiểu rõ kẻ thù hơn. Với mỗi ngôi nhà đi vào, chúng tôi đều cố gắng hết sức cẩn thận, một binh sĩ Israel cho biết. Trong video công bố trên mạng xã hội X ngày 8 tháng 11, quân đội Israel khẳng định đã xác định vị trí và phá hủy nhiều đường hầm của Hamas. Nhiều vụ nổ được nhìn thấy ở khoảng cách xa trong video. Quân đội Israel cũng ghi lại hình ảnh bên trong đường hầm. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, hôm 8 tháng 11 cho biết, các kỹ sư chiến đấu đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas trải dài hàng trăm cây số bên dưới Gaza. Đến ngày 8 tháng 11, Israel nói đã phá hủy 130 đường hầm, là nơi Hamas trữ quân và vũ khí. Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại Hamas, nhắm vào mê cung đường hầm và cơ sở chỉ huy của nhóm Hồi giáo này ở phía bắc Gaza, trong một chiến dịch có thể mất vài tháng để hoàn thành. Lực lượng Israel đã tấn công Gaza từ trên không và sử dụng bộ binh để chia cắt vùng đất ven biển thành 2 phần địa trị. Trong những ngày gần đây, quân đội Israel bao vây thành phố Gaza và cận chiến với các chiến binh Hamas khi binh sĩ Do Thái tiến sâu hơn vào vùng địch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào đầu tuần này thông báo, ông đã phê duyệt các kế hoạch hoạt động tiếp theo ở thành phố Gaza nói riêng và khu vực phía bắc dải Gaza nói chung. Năm nguồn tin an ninh Israel nói với Reuters rằng việc xác định và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm rộng lớn chạy bên dưới các vùng phía bắc Gaza sẽ là một phần cơ bản trong giai đoạn tiếp theo của chiến sự và sẽ mất thời gian. Thứ hai nguồn tin riêng biệt từ Hamas và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad, khi xe tăng Israel tiến về trung tâm thành phố Gaza, họ đã phải đối mặt với sự kháng cự ác liệt từ các chiến binh Hồi giáo, sử dụng mạng lưới đường hầm để tiến hành các cuộc phục kích hiệu quả. Các nguồn tin Palestine cho biết, một chiến binh Hamas có thể xuất hiện từ một trục đường hầm, phóng một quả lựu đạn rồi nhanh chóng rút lui. Đó là một chiến thuật hiệu quả mà Hamas đã thành thục từ lâu. Ông Avi Melamed, cựu quan chức tình báo Israel và là nhà đàm phán trong cuộc nổi dậy thứ nhất và thứ hai của người Palestine, nêu nhận định rằng quân đội IDF đang thực hiện một kế hoạch rất phức tạp để xác định vị trí các đường hầm, phá hủy các địa điểm phóng rocket và tiêu diệt chỉ huy Hamas. Chuyên gia nói, nhiệm vụ là loại bỏ xương sống của tổ chức quân sự này. Tôi nghĩ khá hợp lý nếu nhiệm vụ đó có thể mất vài tháng. Hamas, lực lượng kiểm soát vùng đất ven biển từ năm 2007, đã xây dựng một thành phố đường hầm bên dưới Gaza, trải dài đến hàng trăm cây số và có nơi sâu tới 80 mét. Một con tin bị bắt trong mạng lưới đường hầm trước khi được Hamas giải thoát vào tháng trước đã mô tả nó giống như mạng nhện. Quân đội Israel cho biết nhiều đường hầm, trung tâm chỉ huy và bị phóng rocket của Hamas nằm liền kề với các trường học, các bệnh viện và tổ chức nhân đạo ở phía bắc Gaza, bao gồm cả bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, bệnh viện lớn nhất khu vực. Hamas phủ nhận việc đó. Bất chấp lời kêu gọi từ Washington về việc tạm ngừng bắn vì lý do nhân đạo, các nguồn tin an ninh Israel cho biết sự hiện diện của quân đội trên mặt đất bên trong thành phố Gaza
khiến việc ngừng chiến sự tạm thời trở nên cực kỳ rủi ro và khó xảy ra trong giai đoạn này. Cả Israel và Hamas bị bác bỏ lời kêu gọi quốc tế về ngừng bắn. Israel nói rằng các con tin bị Hamas bắt nên được thả trước. Hamas khẳng định sẽ không phóng thích con tin hoặc ngừng chiến đấu, trong khi Gaza còn đang bị tấn công. Theo Reuters, việc Washington duy trì sự ủng hộ Israel trong bao lâu là câu hỏi quan trọng. Nó có thể quyết định mức độ tự do hành động của Israel. Israel khẳng định họ không làm việc theo đồng hồ tích tắc dưới áp lực ngoại giao. Đó là tuyên bố của ông Benny Gantz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện đang nằm trong nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu. Theo nguồn tin an ninh Israel, tổ chức Hamas ước tính có lực lượng từ 20.000 đến 30.000 chiến binh. Hamas chưa cho biết có bao nhiêu chiến binh thiệt mạng, nhưng tang lễ đã được tổ chức cho một số lãnh đạo chính trị và quân sự. Trong số những người quan trọng nhất bị Israel triệt hạ có Ayman Nofan, một thành viên hội đồng quân sự cấp cao của cánh vũ trang Hamas. Thiếu tướng Yaron Finkelman, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF hôm 7 tháng 11 cho biết hàng chục chỉ huy Hamas đã thiệt mạng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo dữ liệu của IDF, khoảng 348 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng từ ngày 7 tháng 10, bao gồm 31 người tử thương khi tấn công trên bộ vào Gaza. Thiếu tướng Finkelman nói, đây là một cuộc chiến phức tạp và khó khăn, và thật không may, cần phải trả giá. Chuyên gia Lior Ackerman, thành viên cao cấp tại Viện Chính sách và Chiến lược tại Đại học Richmond của Israel và là cựu quan chức cấp cao của cơ quan an ninh Shin Bet, cho biết cuộc oanh tạc dữ dội từ trên không nhằm mục đích làm mềm cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas càng nhiều càng tốt trước khi quân đội Israel chuyển sang chiến đấu ngầm trong lòng đất. Các nguồn tin an ninh cho biết quân đội Israel trên mặt đất cũng đang cố gắng thu thập thêm thông tin tình báo về mạng lưới đường hầm mà không nhất thiết phải đi vào trong. Robot và chó đánh hơi đang được triển khai để xác định vị trí lối vào đường hầm, cũng như thăm dò các khu vực bên trong trước khi Israel triển khai lính đặc nhiệm, bao gồm các biệt kích tinh nhuệ và hạ lầm. Các binh sĩ Israel cũng đang sử dụng máy ủi để phá hủy một phần lối vào đường hầm. Ông Shalom Ben Hanan, một cựu quan chức hàng đầu khác của cơ quan an ninh Shin Bet cho biết, các hoạt động trong mạng lưới đường hầm sẽ cần tiến hành chậm hơn vì sự hiện diện của các con tin Israel có thể đang bị giam giữ đó. Một số thông tin tình báo được Israel thu thập từ những cư dân Gaza chạy trốn về phía nam, do nhà nước Do Thái muốn nắm rõ hơn về mức độ tập trung các đường hầm. Israel trong nhiều tuần đã tập trung sự chú ý vào bệnh viện Al-Shifa, cáo buộc Hamas sử dụng nó làm lá chắn cho các trung tâm hoạt động ngầm. Ông Ben Hanan cho biết, các cuộc đột nhập xung quanh bệnh viện gây ra rủi ro đáng kể cho lực lượng Israel, vì họ có thể cần phải sơ tán dân thường vẫn còn bên trong khu vực ngay cả khi đã phát cảnh báo. Hamas và nhiều người dân Gaza lên án việc Israel oanh kích vô tội vạ. Cũng trong cuộc giao tranh, Reuters đã công bố video các đội pháo binh Israel được bố trí ở miền nam nước này gần Gaza. Sau khẩu hiệu cảnh báo bắn, những khẩu pháo tự hành khổng lồ của Israel cầm lên, phóng chất nổ lao thẳng về phía một mục tiêu ở dải Gaza. Một người lính có bí danh Matan nói với Reuters, chúng tôi khai hỏa từ đây để giúp sức lực lượng Israel chiến đấu ở dải Gaza chống lại Hamas. Chúng tôi bắn rất chính xác, theo tọa độ do các sĩ quan trên mặt đất ở dải Gaza cung cấp. Theo chuyên gia, bộ binh Israel đang tiến hành tấn công có mục tiêu bên trong Gaza với sự yểm trợ của pháo binh và không quân. Phó thủ Matan nói, chúng tôi đang làm bất cứ điều gì có thể để tránh thương vong cho dân thường. Chúng tôi không muốn bất kỳ thường dân nào bị thương. Một phòng tình huống quân sự mới của Israel ở phía bắc Gaza đã được mở lại tại địa điểm mới vào Chủ nhật tuần trước, sau khi căn cứ cũ bị các tay súng Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10. Vụ việc khiến 14 nữ quân nhân thuộc đơn vị giám sát của Israel thiệt mạng. Chỉ huy đội quan sát mới cho biết, các binh sĩ giám sát là con mắt của lực lượng hoạt động trên thực địa. Có thể thấy Israel đã triển khai rất nhiều nguồn lực cho cuộc chiến quan trọng bậc nhất kể từ năm 1948. Giữa lúc chảo lửa Gaza sụp sôi, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Quốc hội Hoa Kỳ về kế hoạch chuyển giao bom chính xác trị giá $320 triệu cho Israel. Theo truyền thông, chính phủ Mỹ hôm 31 tháng 10 đã gửi thông báo cho các nhà lãnh đạo Quốc hội về kế hoạch cung cấp bom được Spice, vũ khí dẫn đường chính xác được phóng từ máy bay chiến đấu. Wall Street Journal hé lộ, nhà sản xuất vũ khí Rafael USA sẽ chuyển loạt bom cho công ty mẹ là Rafael Israel và sau đó cung cấp cho Bộ Quốc phòng Israel sử dụng. Quốc hội Mỹ được cho là đang xem xét kế hoạch bàn giao vũ khí nói trên. Giới chức Mỹ và Israel chưa có bình luận chính thức.
tang thương chồng chất, sự căm phẫn tăng cao, nhưng tất cả chưa dừng lại. Phải chăng chiến sự ở Gaza sắp bước vào giai đoạn đẫm máu hơn? Cùng tham khảo phân tích của chuyên gia. Cuộc tấn công trên bộ của Israel ở Gaza bắt đầu 2 tuần trước và đang tiếp tục diễn ra chậm, rải rác. Hiện tại, chưa rõ diễn biến cụ thể bên trong Gaza do điều kiện thời chiến. Theo các nhà phân tích viết trên trang Al Jazeera, họ nhìn nhận rất khó để xác định các trận chiến trên bộ đang diễn ra như thế nào và lực lượng hai bên đang hoạt động ra sao. Có rất ít thông tin đáng tin cậy, dù có rất nhiều tuyên bố chưa được xác minh hoặc không thể kiểm chứng được. Các nhà phân tích đang phải dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu chiến tranh và kỹ năng đọc hiểu các thông cáo báo chí, gần như chắc chắn chứa đựng những thông tin tuyên truyền và cả lời dối trá. Tuy nhiên, Al Jazeera đúc kết được một số quan sát quan trọng như sau. Người Israel dường như đã chọn cách tiếp cận chậm hơn hình dung ban đầu, sử dụng một số lượng đáng kể binh lính di chuyển tấn công trên mặt đất, thay vì lệ thuộc vào sự bảo vệ an toàn của các xe bọc thép chở quân hạng nặng. Bộ binh Israel đi bộ theo sau xe tăng. Họ chấp nhận rủi ro cao hơn, nhưng xe tăng được an toàn hơn. Sự cần thiết của chiến thuật như vậy đã được chứng minh khi Hamas công bố video một cuộc phục kích táo bạo, phá hủy xe tăng Merkava, thế hệ mới nhất của Israel. Một chiến binh Hamas nhanh chóng chạy tới chiếc xe tăng, đi vào điểm mù của đối phương và đặt một thiết bị nổ. Sau đó, một chiến binh khác tấn công xe tăng từ khoảng cách xa bằng đạn chống tăng, gây ra vụ nổ mạnh hơn nhiều so với trường hợp vụ nổ gây ra chỉ bằng một vũ khí duy nhất. Hamas được cho là đã tận dụng các đường hầm để bất ngờ tiếp cận vị trí của Israel. Điều đó cho thấy các chiến binh Hồi giáo có thể gây nguy hiểm lớn như thế nào. Theo các chuyên gia, đến một lúc nào đó, quân Israel sẽ buộc phải vào bên trong đường hầm để truy tìm các chiến binh Hamas, cố gắng giải thoát ít nhất được một số con tin, và cuối cùng là phá hủy các đường hầm. Điều này có thể đang diễn ra trong một giai đoạn đẫm máu và kéo dài hơn của cuộc chiến. Nhưng với việc Hoa Kỳ ngày càng lên tiếng về sự cần thiết phải tạm dừng chiến sự để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán giải thoát con tin, mọi thứ đang trở nên khó lường hơn, tờ Al Jazeera viết. Tính toán sai lầm của Israel có nguy cơ khiến họ rơi vào tai ương khủng khiếp hơn. Mới đây, một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ vừa cảnh báo xung đột hiện nay có thể khiến nhiều người dân Palestine gia nhập hàng ngũ Hamas. Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nói rằng mục tiêu mà Israel đã tuyên bố cho chiến dịch quân sự ở Gaza là tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh Hamas thực sự không đơn giản, sẽ tốn nhiều tiền của và thời gian. Tuy nhiên, ông nhận định Israel đang tập trung vào giới lãnh đạo cấp cao của Hamas. Điều này có thể giúp mục tiêu đạt được nhanh hơn. Ông nói với các phóng viên trước khi đến Nhật hôm 9 tháng 11, tôi nghĩ rằng chiến dịch này càng kéo dài, càng khó khăn, càng rủi ro. Vô số thứ có thể phát sinh, như xung đột lan rộng hay thương vong cao cho dân thường. Tướng Brown, người mới đảm nhận chức vụ sĩ quan hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ chỉ hơn một tháng trước, cho rằng quân đội Israel cần cải thiện cách giải thích công khai về hành vi của mình giữa áp lực dư luận chất chồng. Ông Brown nói đã nêu vấn đề này với người đồng cấp Israel. Ông Brown chia sẻ tiếp, có những cái cần cải thiện, ví dụ giải thích với thế giới, không chỉ là các video, còn là bằng chứng về cách tiếp cận một cách nhân đạo nhất để tránh thương vong cho dân thường. Khi được hỏi, liệu ông có lo ngại khi dân thường Palestine thiệt mạng cao, có thể đẩy người dân gia nhập hàng ngũ Hamas hay không? Tướng Brown nói, đúng, rất nhiều lời đằng khác. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta phải chú ý tới. Đó là lý do tại sao khi chúng ta nói về thời gian, Israel phải đạt được mục tiêu càng sớm càng tốt. Tướng Brown từng giám sát các chiến dịch không kích ở Trung Đông trong quá khứ, bao gồm cả trận chiến giành lại các thành phố của Iraq từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Ông cho biết các chiến dịch thường kéo dài. Hầu hết những cuộc xung đột tôi tham gia trong suốt sự nghiệp quân sự của mình đã kéo dài hơn mọi người tưởng tượng. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó. Ông Brown bình luận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã cảnh báo người dân Israel rằng đất nước đang trong một cuộc chiến khó khăn và sẽ kéo dài. Israel đổ lỗi cho Hamas vì cái chết của dân thường ở Gaza, nói rằng nhóm này đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống, trong khi giấu vũ khí cũng như các trung tâm hoạt động bên dưới khu dân cư. Giữa cuộc chiến ngày càng ác liệt, thông tin về khoảng 240 con tin bị giam giữ ở Gaza đang được công bố nhỏ giọt, nếu không muốn nói là một khoảng trống lớn về vấn đề này. Chỉ trừ Thái Lan, tuần qua có một vài cập nhật mới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 6 tháng 11 cho biết, ảnh chụp các con tin Thái Lan bị Hamas bắt giữ ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 cho thấy họ vẫn còn sống. Lãnh đạo Thái Lan nói nước này đang chờ hai bên tạm ngừng chiến sự
với hy vọng giải cứu các con tin rời khỏi Gaza an toàn. Thủ tướng Shrestha phát biểu, tôi tin rằng chúng ta cần cân nhắc khi nào có thể có lệnh ngừng bắn tạm thời trong khoảng 1 đến 2 ngày. Đó có thể là cơ hội để các con tin có thể được chuyển ra ngoài. Hiện chưa có thêm thông tin về những bức ảnh chụp con tin mà Thủ tướng Thái Lan đề cập. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, có 34 công dân nước này thiệt mạng ở Israel, 24 người bị bắt làm con tin và 19 người bị thương. Thái Lan là một trong những nguồn cung cấp lao động nhập cư lớn nhất cho Israel, với khoảng 30.000 người Thái Lan đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở quốc gia Do Thái. Tóm lại, tuần qua Israel bắt đầu cận chiến ác liệt hơn với Hamas và các nhóm vũ trang Palestine khác bên trong thành phố Gaza ở miền Bắc dải đất hẹp ven biển. Israel khẳng định phá hủy hàng trăm đường hầm của địch, nhưng thông tin này khó kiểm chứng. Có thể thấy, mục tiêu của quân đội Do Thái là tìm diệt các chỉ huy Hamas, ngăn cản đối phương phản công. Thế nhưng, Israel đối mặt nhiều khó khăn lớn. Đó là Hamas dễ dàng phục kích từ mê cung đường hầm. Ngoài ra, làm sao để giải cứu con tin một cách an toàn? Nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, trong khi các chuyên gia cho rằng cuộc chiến sẽ kéo dài với những rủi ro mới. Đêm dài lắm mộng và cũng lắm cuộc tập kích oan nghiệt. Gaza vốn bị ví như nhà tù ngoài trời lớn nhất thế giới, nay lại bị so sánh với nghĩa địa của hàng vạn sinh linh vô tội. Thắp sáng màn đêm không phải là hy vọng, chỉ là ngọn lửa chiến tranh vẫn đang cháy dữ dội. Phần 2. Tiếng khóc và vết sẹo. Ngôi nhà này của người Palestine đã biến thành muôn vàng mảnh vỡ và đống đổ nát sau một cuộc không kích của Israel hôm 6 tháng 11 nhằm vào thị trấn Khan Yunis, miền nam Gaza. Cư dân tên Karam al-Hindi cho biết, không có chiến binh nào ở đây cả. Tôi chỉ vừa đi lấy nước, rồi đột nhiên ngôi nhà sụp đổ. Trong nhà toàn là phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Một phóng viên của đài CCTV vào sáng 6 tháng 11 cho biết, đêm qua, toàn bộ phía bắc dải Gaza, bao gồm cả thành phố Gaza, đã bị oanh tạc chưa từng có. Các dịch vụ liên lạc và Internet bị gián đoạn trên khắp thành phố Gaza. Chúng tôi đã chứng kiến tòa nhà bị phá hủy ngay trước mắt, khiến các cư dân thiệt mạng và bị thương. Do sự cố liên lạc và đường xá bị phá hủy, các đội cứu hộ địa phương gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin về địa điểm bị tấn công để ứng cứu kịp thời. Theo CCTV, các cơ sở y tế cũng là mục tiêu tấn công của Israel do nghi ngờ chưa chấp chiến binh Hamas. Người dân Gaza đang trải qua hết đợt không kích này đến đợt không kích khác. Họ chẳng còn biết nơi nào an toàn và tự hỏi ngày mai sẽ ra sao. Một cư dân tên Matmau Abu Ghassan bày tỏ, tôi không biết mình đã sống sót như thế nào. Chúng tôi đang trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp và bi thảm. Đột nhiên, không nghe thấy bất kỳ tiếng còi báo động nào. Tôi giật mình ôm chặt vợ và hai con gái, rồi ngã xuống sàn. Đầu chúng tôi đập mạnh xuống. Ngôi nhà gần như bị lật. Tấm thảm từ dưới sàn bay lên trần nhà. Một cư dân khác tên Noor Carey chia sẻ, mọi người chỉ có thể trốn trong tầng hầm. Toàn bộ Gaza đang bị không kích, giống như một căn nhà không có két sắt. Gaza chẳng có chỗ nào an toàn cả. Israel tấn công trên bộ ở các khu vực xung quanh trại tị nạn Al Sati đã buộc cư dân ở đây phải di tản khẩn cấp ngày 8 tháng 11, mang theo một số ít đồ đạc mà họ thu xếp được. Truyền thông Palestine đã đưa tin về các cuộc đụng độ ác liệt giữa chiến binh Hồi giáo và lực lượng Israel gần trại tị nạn Al Sati, có nghĩa là bãi biển ở thành phố Gaza. Cánh vũ trang của Hamas, tiểu đoàn Is-As-Din al-Qassam cho biết, các chiến binh của họ đã phá hủy một xe tăng của Israel ở thành phố Gaza. Hiện các tuyên bố về giao tranh chưa thể kiểm chứng. Hàng nghìn thường dân Palestine đã tìm mọi cách rời khỏi miền Bắc Gaza khi chiến sự ác liệt hơn. Đáng nói là Israel thông báo hành lang nhân đạo chỉ mở ra trong 4 giờ mỗi ngày. Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc cho biết, tốc độ dân thường Palestine chạy trốn khỏi khu vực chiến sự ở phía Bắc Gaza đã tăng lên khi chiến dịch trên không và trên bộ của Israel tăng cường. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 15.000 người đã đi lánh nạn vào thứ Ba, tăng mạnh so với 5.000 người vào thứ Hai và 2.000 người vào Chủ nhật. Cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết, hầu hết những người chạy trốn là trẻ em, người già và người khuyết tật. Nhiều người đã đi bộ đến với đồ đạc tối thiểu. Một số người chạy trốn khói lửa cho biết, họ phải vượt qua các trạm kiểm soát của Israel để đến miền Nam và họ đã chứng kiến một số vụ bắt giữ của lực lượng Israel. Một hình ảnh làm dậy sóng báo chí quốc tế là những con người nhỏ bé cảm thấy khiếp sợ. Họ giơ tay và vẫy cờ trắng khi đi ngang qua xe tăng Israel. Trong một diễn biến khác, vụ nổ lớn xảy ra gần bệnh viện Al-Shifa
cũng nằm trong thành phố Gaza vào sáng sớm ngày 9 tháng 11. Mọi người bên ngoài bệnh viện đã vội vàng đến nặng sau khi nghe vụ nổ lớn và nhìn thấy tia lửa. Reuters ngày 9 tháng 11 nói chưa thể xác định nguyên nhân, nguồn gốc của vụ nổ. Trước đó, S. Eldin Lulu, một sinh viên y khoa Palestine cho biết anh đang tình nguyện làm việc tại bệnh viện Al-Shifa. Anh cho mọi người xem một mảnh đạn. Theo anh, chỉ riêng thứ này thôi cũng có thể khiến những người bên trong bệnh viện có thể trả giá bằng sinh mạng. Đoạn video kết thúc với cảnh Lulu nói: mỗi giây trôi qua, mỗi người dân Gaza chỉ biết thốt lên rằng tôi vẫn còn sống. Nhưng rất nhiều người đã không làm được điều đó. Xin hãy chấm dứt nạn diệt chủng. Israel khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas, đồng thời cáo buộc nhóm vũ trang này sử dụng người dân Palestine làm lá chắn. Phía Hamas phủ nhận. Hàng trăm nghìn, thậm chí hơn 1 triệu người phải di dời bên trong dải Gaza. Dòng người tị nạn phải chen chúc trong các trường học, bệnh viện và các địa điểm khác ở phía nam dải đất, với điều kiện sống vô cùng tồi tệ. Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Khi hàng triệu người ở miền Bắc Gaza chạy trốn khỏi khói lửa, họ muốn sống. Nhưng liệu ở miền Nam, dải đất có thể tồn tại cuộc sống thực sự? Hay chỉ là tồn tại và cũng không có gì đảm bảo cho điều đó? Hay những điều cơ bản nhất của con người, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc? Người dân ở thành phố Khan Yunis, miền Nam Gaza, đang phụ thuộc vào củi để nhóm bếp nấu ăn, cho thấy tình trạng thiếu nhiên liệu đang trầm trọng như thế nào. Reuters ghi nhận, Chủ nhật tuần trước, nhiều phụ nữ và trẻ em ở Khan Yunis đang gom cành khô bên đường, chất lên xe lừa để mang về nhóm lửa. Ông Yasser On Aston, người nấu ăn cho hàng nghìn người di tản sống trong các trường học do Liên Hợp Quốc tài trợ, cho biết mọi người ở đây đang phải đối mặt với thách thức cam go. Những người tản cư chỉ được ăn một bữa mỗi ngày. Ga là nguồn sống của chúng tôi, không có ga thì làm sao nấu ăn được. Bếp củi thực sự là không đủ. Tôi kêu gọi các nước giúp đỡ chúng tôi, hãy cho phép đưa nhiên liệu và ga vào Gaza. Những thứ này vô cùng cần thiết, ông On Astor nói. Ông cho biết thêm, ngay cả củi cũng sắp cạn kiệt. Chúng tôi còn hơn cả lùi về 20 năm trong quá khứ. Chúng tôi đã quay về thời kỳ đầu đá. Tôi cầu xin cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Ả Rập hãy giúp đỡ, để chúng tôi có thể giữ gìn danh dự và nhân phẩm của mình. Ô tô hết xăng ở Gaza, các bác sĩ đang chuyển sang dùng xe đạp để đi khám bệnh và phân phát thuốc cho người dân. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể chờ đợi. Nguồn cung thiết yếu và thời gian đều cạn kiệt. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng nhất, mới thấy ý chí sinh tồn của con người mạnh mẽ như thế nào. Như cây cối rướng về phía ánh sáng, người dân Gaza đã tìm thấy hy vọng leo lối từ bầu trời. Một máy bay thả hàng viện trợ của Jordan. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với The Times of Israel rằng Washington và Israel đã phối hợp để Jordan có thể thả vật tư y tế xuống dải Gaza, cung cấp phao cứu sinh cho người dân. Hãng thông tấn Beja của Jordan cho biết hàng viện trợ được thả bằng dù để hỗ trợ bổ sung do bệnh viện dã chiến của Jordan ở Gaza sắp cạn nguồn cung cấp. Quốc vương Abdullah của Jordan viết trên mạng xã hội X: chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ các anh chị em của chúng tôi bị thương trong cuộc chiến ở Gaza. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh những anh chị em Palestine. Jordan vào tuần trước triệu đại sứ ở Israel về nước để phản đối việc oanh kích dải Gaza, gây ra thảm họa nhân đạo. Sau 4 lần thất bại, cô Susan Bessiso mới có thể vượt qua cửa khẩu Rafah để rời khỏi Gaza sang Ai Cập, tạm thời chạy thoát tử thần. Cô Bessiso, người Mỹ gốc Palestine, 31 tuổi, cho biết bản thân và hàng trăm người khác đã đối mặt nguy hiểm lớn trong mỗi giờ mỗi phút còn bị kẹt lại Gaza. Sau khi Israel áp đặt một cuộc bao vây toàn diện ở Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10, cửa khẩu Rafah trở thành con đường duy nhất để rời khỏi Gaza mà không do Israel kiểm soát. Tuy nhiên, phải mất 2 tuần và nhiều cuộc đàm phán ngoại giao, Ai Cập mới đồng ý mở lại cửa khẩu này. Kể từ đó, một lượng hàng cứu trợ nhỏ giọt đã được chở đến Gaza và một số người mang hộ chiếu nước ngoài đã rời khỏi dải đất ven địa Trung Hải, còn được mệnh danh là nhà tù ngoài trời lớn nhất thế giới. Thế nhưng, giữa khói lửa bao trùm, việc mở cửa Rafah không thể đảm bảo chắc chắn, cửa khẩu bị đóng đóng mở mở nhiều lần, giống như số phận lại tiếp tục trêu đùa những con người muốn tìm đường sống. Bessiso, người đã dành nửa cuộc đời ở Gaza và nửa còn lại ở Mỹ, cho biết cô đã phải chen chúc cùng người thân trong một căn nhà xa lạ ở miền nam Gaza trước khi có thể sang Ai Cập. Mọi người thiếu thức ăn, nước uống và phải chịu đựng nhiều đêm mất ngủ trong các cuộc không kích. Chúng tôi phải chọn lựa giữa rời khỏi Gaza hay là chết. Bạn sẽ chọn gì đây? Ký ức tuổi thơ, ngôi nhà, quê hương của mình hay là bạn muốn sống? Cô Bessiso nói. Hàng trăm người nước ngoài và một số người Palestine cần điều trị y tế khẩn cấp đã được phép rời Gaza lần đầu tiên từ ngày 1 tháng 11 sau các cuộc đàm phán có sự tham gia của Hoa Kỳ,
Israel, Ai Cập và Qatar. Ông Volkertuk, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm 8 tháng 11 cho rằng cả Israel và Hamas đều đã phạm tội ác chiến tranh trong hơn một tháng xung đột. Ông Tuk phát biểu tại cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập và Gaza, khẳng định các hành động do Hamas gây ra ngày 7 tháng 11 thật tàn ác, cũng như việc tiếp tục giam giữ các con tin. Đồng thời, việc Israel trừng phạt tập thể thường dân Palestine cũng là tội ác chiến tranh. Tương tự, tội ác là khi cưỡng bức sơ tán dân thường một cách bất hợp pháp. Bên cạnh đó, nói về hàng viện trợ nhân đạo được chuyển qua Rafah, ông Tuk cho biết, dòng hàng hóa thiết yếu này trở nên mỏng manh một cách bất công. Tôi kêu gọi, trong tình thế cấp bách này, các bên hãy đồng ý ngừng bắn ngay bây giờ, ông Tuk nhấn mạnh. Cao ủy Liên Hợp Quốc nói thêm rằng, có 3 điều cần thực hiện để đảm bảo nhân quyền. 1. Cung cấp đủ viện trợ nhân đạo cho Gaza. 2. Thả con tin. 3. Chấm dứt sự chiếm đóng lâu dài. Ông nói, tình hình đã xuống vực thẳm và Gaza không thể chịu đựng thêm nữa. Lấy oán báo oán, lửa hận thù đang thiêu đốt Gaza, hậu quả sẽ đeo bám hàng chục năm nữa. Trong khi đó, ở miền nam Israel, an ninh hiện đã được vãn hồi, nhưng hàng nghìn người chết sẽ không thể sống lại, vết sẹo của chiến tranh mãi in hằn trong lịch sử Do Thái. Và sau đây là hình ảnh những vết thương khó lành ở miền nam Israel sau khi khoảng 2.000 đến 3.000 chiến binh Hamas bất ngờ tấn công ngày 7 tháng 10. Trong một ngôi nhà cháy rụi tại Kibbutz Be'eri, miền nam Israel, các đội khảo cổ đang sàng lọc tro và đống đổ nát. Họ tìm kiếm hài cốt, hy vọng có thể xác định thêm danh tính những nạn nhân vẫn mất tích khoảng một tháng sau vụ tấn công thảm khốc nhất của Hamas. Theo thống kê của Israel, Be'eri là một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các tay súng Hamas tấn công qua biên giới, đoạt mạng khoảng 1.400 người và bắt hơn 240 người khác làm con tin. Ở Be'eri, cũng giống như ở các làng lân cận Kafaza và Nios, Hamas dồn các gia đình vào phòng an toàn và đốt cháy ngôi nhà của họ. Các đội cứu hộ tìm thấy thi thể bị cháy ở nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng do có nhiều người mất tích, quân đội Israel hai tuần trước đã kêu gọi các nhà khảo cổ từ cơ quan cổ vật Israel, IAA, hỗ trợ cuộc tìm kiếm tỉ mỉ và cực kỳ phức tạp này. Sự hỗ trợ của binh lính, các chuyên gia đã chia hiện trường thành những khu vực tìm kiếm khác nhau. Cho đến nay, các chuyên gia khảo cổ đã giúp xác định danh tính 10 nạn nhân bằng cách phát hiện những mảnh thi thể hoặc đồ dùng cá nhân nhỏ. Theo ông Joe Ugiel, nhà khảo cổ học của cơ quan cổ vật Israel cho biết, ước tính có khoảng 25 người vẫn đang mất tích. Ở tâm chấn của thảm họa ngày 7 tháng 10, các nhóm tình nguyện viên Israel đang ra sức khôi phục sự sống. Từ trồng trọt trên các cánh đồng bắp cải đỏ đến việc đảm bảo tủ lạnh không còn thức ăn ôi thiêu và điện được tắt một cách an toàn, các tình nguyện viên cùng với quân đội Israel tiếp tục dọn dẹp các thị trấn bị Hamas tấn công. Mọi người hy vọng cư dân có thể trở về và cuộc sống tái sinh vào một ngày nào đó. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ lẫn nhau trong thời điểm chiến tranh, trong thời điểm bi thảm này. Một trong những tình nguyện viên ở khu vực Batis cho biết, trong khi đó, các cuộc chiến ở Gaza đã bước vào giai đoạn đẫm máu nhất sau khi quân Israel thông báo siết chặt vòng vây thành phố Gaza và cố gắng lùng sục chiến binh Hamas dưới đường hầm. Phần 3. Ngọn lửa cháy lan. Những tháng cuối năm 2023, thế giới bàng hoàng chứng kiến hai cuộc xung đột Ukraine và giao tranh Israel-Hamas. Đáng lo ngại là vẫn có nguy cơ chiến sự lan rộng ở khu vực Trung Đông, một biến số quan trọng trong bài toán năng lượng toàn cầu. Nếu mồi lửa lan ra khu vực, nền kinh tế thế giới khó tránh một lần nữa ngã xuống trong cú giáng đòn. Lực lượng Houthi ở Yemen đã công bố đoạn video khẳng định đây là khoảnh khắc bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ ngoài khơi Yemen hôm thứ Tư 8 tháng 11. Video quay về chế độ màn hình giám sát mục tiêu trên không và sau đó mục tiêu bị bắn hạ. Chú thích trên video cho biết máy bay không người lái đã bị nhắm mục tiêu bằng vũ khí đất đối không thích hợp khiến nó bị cháy và rơi xuống sau đó. Mặc dù các máy bay không người lái của Mỹ trước đây đã bị Houthi bắn hạ, nhưng vụ việc này xảy ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng ở khu vực.
Washington đang cảnh giác cao độ về hoạt động của các nhóm được Iran hậu thuẫn. Khi Trung Đông nóng lên giữa cuộc chiến Israel-Hamas, các quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết chiếc máy bay không người lái do General Atomics chế tạo đã được triển khai ngoài khơi bờ biển Yemen. Họ không hé lộ liệu nó có bị hạ trong không phận quốc tế hay không. Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của phong trào Houthi cho biết đã bắn hạ máy bay không người lái ở vùng trời phía trên lãnh hải Yemen. Vào năm 2019, máy bay không người lái của Mỹ đã bị nhóm vũ trang này bắn hạ hai lần. Lầu Năm Góc đã điều động hàng nghìn binh sĩ tới khu vực để cố gắng ngăn chặn chiến sự lan rộng. Trong đó có hai tàu sân bay đang được triển khai. Trong lúc vụ việc UAV xảy ra, một số binh sĩ Mỹ có mặt ở Biển Đỏ trên các tàu quân sự. Tháng trước, một tàu chiến hải quân của Mỹ đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình và hơn chục máy bay không người lái do Houthi phóng từ Yemen hướng về Israel. Ngày 3 tháng 11, bà Noura Akhabi, Bộ trưởng Ngoại giao UAE cho biết, trong khi chúng tôi tiếp tục nỗ lực giúp chấm dứt cuộc chiến Israel-Hamas, chúng tôi không thể bỏ qua bối cảnh rộng hơn và sự cần thiết phải giảm nhiệt độ khu vực đang đến gần điểm sôi. Nguy cơ chiến sự lan rộng trong khu vực và leo thang hơn nữa là có thật, cũng như có nguy cơ các nhóm cực đoan sẽ lợi dụng tình hình để thúc đẩy các hệ tư tưởng khiến chúng ta bị giam giữ trong vòng xoáy bạo lực. Bà Okabi cảnh báo, là nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu, UAE coi các nhóm vũ trang Hồi giáo như Hamas là mối đe dọa hiện hữu đối với Trung Đông. Quân đội Hoa Kỳ không loại trừ sẽ hành động mạnh mẽ chống lại những nhóm phiến quân thân Iran. Nếu các vụ tấn công vào căn cứ Mỹ ở Syria và Iraq tiếp tục, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới đây cảnh báo như vậy. Lầu Năm Góc thông báo, hai chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã thực hiện cuộc oanh kích vào một cơ sở lưu trữ vũ khí ở miền đông Syria, nơi quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và nhóm thân Iran sử dụng. Đây là cuộc không kích thứ hai của Mỹ trong khu vực, kể từ khi nhóm chiến binh Hamas tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10. Ông Austin nói với các phóng viên trên đường bay tới Ấn Độ, nếu các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tiếp tục, chúng tôi sẽ đẩy mạnh oanh tạc đối phương. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quân đội và hoàn toàn nghiêm túc. Các mối đe dọa không có dấu hiệu giảm bớt sau cuộc không kích đầu tiên của Mỹ đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc răn đe. Ông Austin nói về điều này như sau. Về mặt răn đe, nhìn chung, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo cuộc xung đột ở Gaza không mở rộng và lan ra toàn khu vực. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, các hành động của Mỹ mang tính chất phòng thủ và tách biệt với cuộc chiến ở Gaza. Ông giải thích, chúng tôi đang đáp trả một số cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của quân đội Mỹ. Đây là cuộc đáp trả mang tính phòng thủ. Chúng không liên quan đến những gì Israel đang làm trong nỗ lực chống lại Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 7 tháng 11 cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời nếu mở ra một mặt trận chiến tranh toàn diện mới với nhà nước Do Thái. Về tình hình phía Bắc Israel, ông Netanyahu cho biết IDF vừa phòng thủ vừa tấn công. Thủ tướng nói rằng Israel sẽ không bao giờ cho phép Hezbollah hoặc chiến binh Hamas ở Liban làm tổn hại đến cộng đồng và công dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của họ nhằm vào Israel. Nếu Hezbollah tham chiến thì họ sẽ phạm sai lầm lớn nhất đời, ông Netanyahu cảnh báo. Theo tờ Times of Israel, một loạt 20 quả rocket đã được bắn từ Liban về phía Israel vào chiều 7 tháng 11, gây ra còi báo động ở Galilee và cao nguyên Golan. Sau đó, IDF xác nhận rằng các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban, bao gồm kho vũ khí, vị trí phóng tên lửa, cơ sở hạ tầng và các địa điểm cất giữ phương tiện công nghệ. Hezbollah và Israel vẫn tiếp diễn các màn ăn miếng trả miếng suốt hơn một tháng kể từ khi cuộc chiến chống lại Hamas bùng nổ ở Gaza. Ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đến thăm Beirut cùng ngày 7 tháng 11. Để hội đàm với các nhà lãnh đạo Liban trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực dọc biên giới với Israel leo thang. Quan chức Mỹ gặp Thủ tướng tạm quyền Najib Mikati, cũng như là Chủ tịch Quốc hội Liban Nabil Berri và các quan chức khác. Ông nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Hoa Kỳ không muốn thấy xung đột ở Gaza leo thang và mở rộng sang Liban. Việc khôi phục lại sự bình yên dọc biên giới phía nam Liban là điều vô cùng quan trọng đối với Hoa Kỳ và nó phải là ưu tiên cao nhất đối với cả Liban và Israel. Be able to achieve it. Clearly, the United States always.
phần cuối, các diễn biến khác. Trong khi cuộc chiến của Israel đến hồi khốc liệt, mặt trận Đông Âu có thể rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài. Mùa đông thứ hai đang ở ngay phía trước. Điều kiện mặt đất sình lầy làm khó di chuyển bộ binh. Trong khi đó, Kiev lo sợ Moscow sẽ lại tập kích dữ dội các cơ sở hạ tầng năng lượng như mùa đông năm ngoái. Binh sĩ thuộc lực lượng pháo binh Ukraine ở tiền tuyến miền Đông cho biết họ nhận thấy sự gia tăng sử dụng pháo binh của Nga trong tháng vừa qua sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Moscow hơn 1 triệu quả đạn pháo. Tại khu vực Donetsk bị giao tranh tàn phá, ba pháo thủ Ukraine đang chật vật sử dụng một khẩu pháo Hyacin thu được từ Nga năm ngoái. Họ cho biết tình hình ngày càng bỏng rát khi Nga khai hỏa ác liệt hơn. Phóng viên Reuters được yêu cầu không tiết lộ vị trí chính xác hoặc nêu tên lữ đoàn của Ukraine. Với âm thanh của tiếng pháo nổ xung quanh mình, một trong những người lính tên Vitaly, 22 tuổi, cho biết anh đã cảm thấy sự áp đảo của Nga từ khoảng một tháng trước đây. Tuy nhiên, một số binh sĩ Ukraine khác lại cho rằng xu hướng lâu dài là số vụ pháo kích của Nga giảm đáng kể so với một năm trước. Hồi tháng 9, Mỹ cho biết họ tin rằng Triều Tiên sắp cung cấp hàng triệu quả đạn pháo cho Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm 1 tháng 11 cho biết Bình Nhưỡng đã cung cấp hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Nga kể từ tháng 8. Cả Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận. Ở một diễn biến khác đáng chú ý về phía Nga, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 6 tháng 11 cho biết một nhóm lớn các cựu lính đánh thuê Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện với lực lượng đặc biệt Chechnya ở miền Nam Nga. Wagner đóng vai trò nổi bật trong một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Nhưng tương lai của tổ chức này trở nên vô định khi ông trùm Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào tháng 8, hai tháng sau khi lãnh đạo một cuộc binh biến chóng vánh chống lại cơ quan quốc phòng Nga. Mới đây, ông Kadyrov viết trên ứng dụng Telegram rằng một nhóm gồm nhiều cựu chiến binh Wagner đang được huấn luyện chuyên sâu với lực lượng đặc biệt Akhmat của Chechnya. Ông nói thêm, tôi rất vui vì hôm nay trong hàng ngũ của đơn vị Akhmat nổi tiếng đã có sự tham gia của những chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc và đã chứng tỏ họ là những chiến binh dũng cảm hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng trong những trận chiến sắp tới, họ sẽ phát huy hết uy danh của mình. Trong video đăng trên Telegram, ông Kadyrov cho biết cuộc tập trận bao gồm nội dung bắn súng, sơ cứu khẩn cấp cũng như các bài huấn luyện cho lính bắn tỉa, đặc công và pháo thủ. Không rõ có bao nhiêu người Wagner tham gia và liệu có ai trong số họ sẽ ở lại lực lượng Chechnya sau khi khóa huấn luyện kết thúc hay không. Sau cái chết của ông Prigozhin, Điện Kremlin đã bác bỏ những lời lẽ hoàn toàn dối trá rằng thủ lĩnh Wagner bị sát hại theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Nga vẫn chưa công bố kết quả điều tra về vụ tai nạn máy bay. Tổng thống Putin sau đó đã có động thái đưa các chiến binh Wagner đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Nga. Ông Kadyrov là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin và đã đưa lực lượng giao chiến ác liệt tại Ukraine. Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng hết 96% số tiền cam kết phân bổ cho Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Tư, 8 tháng 11. Ông Kirby nói thêm, Mỹ tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ, nhưng thừa nhận rằng tiến độ diễn ra rất chậm. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây liên tục nỗ lực thúc đẩy Quốc hội phê duyệt gửi thêm viện trợ cho Ukraine, nhưng không thành công. Nhiều đảng viên Cộng hòa phản đối nối dài tài trợ quân sự và kinh tế cho Kiev, đồng thời muốn ưu tiên hơn cho Israel. Vừa qua, ông Kirby cho biết tổng số tiền cung cấp cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến đã vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ và không chỉ có hỗ trợ an ninh, đó còn là hỗ trợ kinh tế và tài chính, hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi đã sử dụng khoảng 96% nguồn quỹ giúp đỡ Ukraine. Ông nói thêm, giao tranh vẫn đang bùng nổ khắp các mặt trận Donbass. Người Ukraine đã không đạt được tiến triển như họ mong muốn trong cuộc phản công. Và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tập trung vào việc đảm bảo rằng Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Kiev có thể tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại trước khi thời tiết quá bất lợi. Và với câu hỏi của báo chí, liệu Tổng thống Biden có tin Ukraine sẽ làm được hay không? Hoàn toàn có thể. Chúng tôi tin rằng họ có thể giành lại lãnh thổ của mình. Tôi nghĩ Ukraine đã luôn bị đánh giá thấp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8 tháng 11 cho biết Ukraine quyết tâm đạt được thắng lợi trên chiến trường vào cuối năm nay. Ông tin rằng Kiev cuối cùng sẽ giành chiến thắng bất chấp những gian truân. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Zelensky thừa nhận tiến độ phản công chậm chạp của quân đội Ukraine ở miền Nam, nhưng nhà lãnh đạo khẳng định Kiev sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công vào năm 2024. Ông Zelensky nói, chúng tôi có kế hoạch, phương hướng và mục tiêu cụ thể, chúng tôi biết phải làm như thế nào. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Reuters nhận định, phát biểu của ông Zelensky trái ngược với đánh giá không mấy khả quan được Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đưa ra vào tuần trước. Tướng hàng đầu của Ukraine cho rằng xung đột giữa Ukraine và Nga hiện đã bước sang tháng thứ 21 và có thể đi vào bế tắc. Moscow đã bác bỏ nhận định này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, tất cả mục tiêu đặt ra phải được hoàn thành. Sau 5 tháng phản công, Ukraine chỉ mới tiến được khoảng 17 km, trong khi đó lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công như vũ bão tại nhiều mục tiêu chiến lược ở mặt trận phía đông như Adiivka và Marinka. Trong diễn biến khác, các cơ quan thông tấn nhà nước Nga hôm 5 tháng 11 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng đưa tin tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Nga, Hoàng đế Alexander Đệ Tam đã thực hiện vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Trắng. Là một phần trong giai đoạn cuối cùng của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước, tàu ngầm mang tên lửa chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mới, Hoàng đế Alexander Đệ Tam đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava ở Biển Trắng, Bộ Quốc phòng ở Moscow nêu rõ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2 tháng 11 đã ký luật rút việc Nga phê chuẩn Hiệp ước Toàn cầu về cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tình hình an ninh Myanmar bất ngờ gây chú ý lớn trong tuần qua. Quyền Tổng thống U Min Swee trong chính quyền quân sự Myanmar hôm 9 tháng 11 nói rằng nước này có nguy cơ bị chia cắt nếu như không dập tắt các vụ bạo lực gần đây ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc. Chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021, khi để bùng nổ các cuộc tấn công của những nhóm vũ trang sắc tộc vào hàng trăm căn cứ của chính quyền ở phía Bắc và Đông Nam đất nước. Ở phía Đông Bắc, chính quyền đã mất kiểm soát một số thị trấn thương mại biên giới với Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cũng xác nhận đã có thương vong trong lãnh thổ nước này do bất ổn ở miền biên giới. Kết thúc chương trình hôm nay là tin tức về tình hình Biển Đông. Reuters đưa tin, điều phối viên các vấn đề về Trung Quốc và Đài Loan của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Lambert, đã gặp Cục trưởng Cục Biên giới và Hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lượng tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 11 để thảo luận về hàng loạt các vấn đề biển, trong đó có Biển Đông. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco trong tháng 11 này. Theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc đàm phán diễn ra mang tính xây dựng và thẳng thắn với mục tiêu duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung. Phía Washington đồng thời nhắc lại sự cần thiết của việc nối lại các kênh liên lạc quân sự giữa hai nước để tránh thông tin sai lệch. Thông báo cũng nhấn mạnh mối quan ngại của Mỹ về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Lấy việc Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế của Philippines hôm 22 tháng 10 và tiếp cận máy bay Mỹ không an toàn vào ngày 24 tháng 10 cũng tại khu vực này làm dẫn chứng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận cuộc thảo luận giữa các quan chức cấp cao hai nước, song không cung cấp thông tin cụ thể. Cuộc đàm phán trên nối tiếp một loạt hoạt động ngoại thương song phương gần đây giữa Washington và Bắc Kinh, được cho là nhằm cứu vãn mối quan hệ song phương đang ngày càng xấu đi sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc hồi tháng 2. Và đến đây, chương trình Thế giới trong tuần xin khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.